rồi thì sẽ xa sau ngày mai, nên em chưa có muộn phiền để phung phí tháng ngày xuân xanh. Xin em hãy sống vì mình và hãy sống vì những người yêu em, quên đi quá khứ bằng những nụ cười để đau đớn tan vào yêu thương. Đời người đâu ai chưa từng vấp ngã, có phải đâu nào riêng em. Hãy đứng lên đi em, hãy sống cho ngày mai. Vẫn còn bao nhiêu niềm vui phía trước, hạnh phúc vẫn chờ đón em. Hãy đứng lên đi, gạt đi hết những muộn phiền sau lưng. Rồi thì em sẽ thấy nắng sớm mai xua tan màn đêm. Rồi thì em sẽ thấy cuộc đời còn bao nhiêu điều để em khát khao. Nào gạt đi nước mắt, ngước lên em hãy nhìn trời xanh. Con đường phía trước vẫn đang chờ em khám phá những ước mơ. Đừng buồn nữa nhé em từ đây. Sao rồi em? Anh Quân nói sao? Sao rồi em? Anh Quân có cho mình ứng tiền trước không? Dạ có. Anh nói là từ từ ảnh ảnh sắp xếp cho mình. Vậy cũng được. Dù sao thì mình cũng sắp có tiền để trả cho tụi tèo què. Dạ. Thoát khỏi cơn ác mộng. Em sao vậy? Em không sao chị ơi, em mệt chút thôi. Em có cần uống thuốc không? Chị đi mua thuốc cho em. Không cần, không cần lo cho em. Chắc là em ở ngoài về bị say nắng chút thôi. Em qua đây nằm nghỉ nè. Sao hôm nay em thấy chị lạ vậy? Bộ có chuyện gì hả? Có chuyện gì kể cho em nghe đi. Biết đâu em trở thành chuyên gia gỡ rối tơ lòng cho chị thì sao? Đôi khi từ bỏ biết đâu lại tốt hơn phải không Nga? Từ bỏ? Nhưng mà từ bỏ cái gì mới được chứ? Thôi, em không hiểu mớ bồng bông của chị đâu. Mệt chị quá à. Bữa nay chị nói cái gì mà em không hiểu gì hết? Chính chị còn không hiểu nổi kìa. Chị làm bao nhiêu chuyện, nhưng nghĩ lại thì chị sẽ chẳng bao giờ có được điều chị muốn. Thôi, thà mình cứ sống vô tư, vô lo như trước đây, có phải hay hơn không? Bữa nay chị nói chuyện văn vẻ quá à, mà em không hiểu gì hết trơn á. Thôi mà chị ăn cơm đi. Thôi ăn cơm đi, nguội hết rồi kìa. Mình phải ăn, vì còn phải sống nữa chứ. Chị này thiệt á, mưa nắng thất thường quá à. Dạ. Chào em. Em chào chị. Có chuyện gì không em? Dạ, tháng này chị có thể cho em ứng trước lương được không à? Em có chuyện gấp hả? Dạ, tại vì em đang cần tiền để trả nợ cho người ta. Em cũng biết quy định của công ty, làm tới cuối tháng mới được lãnh lương mà, làm sao cho em ứng trước được? Dạ, em cũng biết vậy. Nhưng mà chị có thể giúp cho em một lần này nữa thôi không?
Thật sự là em đang cần gấp lắm. Nói thiệt á, chị rất quý em. Bởi vì em làm việc rất là chăm chỉ, với lại có tinh thần trách nhiệm. Nhưng đây là quy định chung của công ty. Lần trước em đã xin ứng với lý do gửi về cho gia đình, và chị cũng đã ngoại lệ cho em rồi. Chắc lần này chị không giúp em được đâu. Thôi, chịu khó, chờ tới cuối tháng đi ha. Dạ. Em hiểu rồi, em xin phép chị. Ừ. Thơm. Em có cần anh giúp gì không? Có chuyện gì chỉ cần em nói với anh một tiếng là được. Em biết anh rất thích em mà. Tôi không cần ông giúp gì hết á. Mà tốt hơn hết á, ông nên giữ tự trọng một chút. Còn không á, tôi báo cho chị quản đốc biết. Yêu anh nữa. Em nói dối, anh không tin. Anh tin hay không thì tùy. Em không còn gì để nói với anh nữa đâu. Bà chủ kêu cổ xuống ăn cơm. Bà đang đợi dưới đó. Tôi không muốn ăn. Vậy để má tôi ăn trước đi. Dạ, cậu Nhân nói cậu không muốn ăn. Cậu nói bà ăn trước đi. Nó muốn gì đây chứ? Chẳng lẽ ăn với tôi bữa cơm cũng khó vậy hay sao? Dạ, mấy bữa nay em thấy cậu buồn lắm. Mà có ăn á, cậu cũng ăn ít lắm. Nó không ăn thì cứ cho nó nhịn. Tôi không có chịu thua nó đâu. Còn với cái Nè, có khách tới tìm mày kìa. Mới sợ mà mày ngày tưởng đêm mong đó. Hả? Không lẽ là anh ta nữa hả? Anh gì mà anh? Ông già bằng tuổi ba mày á. Thôi mình đi qua đi. 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 Chào anh. Chào em. Anh mới tới hả? À, mấy bữa anh không gặp em, anh nhớ em lắm. Bởi vậy anh mới tới là anh nhờ người gọi em ra liền đó. Dạ. Không hiểu sao chỉ gặp nhau vài lần, nhưng anh rất thích em. Anh biết em làm ở đây chắc cũng không thoải mái lắm, cho nên anh rất muốn bảo bọc cho em. Em thấy sao? Em cảm ơn anh, nhưng em sợ lắm. Em sợ chuyện gì? Đã có anh lo mọi chuyện cho em rồi mà. Không, em sợ là sợ chuyện khác kìa. Chuyện gì vậy? Em sợ là sợ con sư tử nhà anh kìa. Nó mà gầm lên hả, là em bỏ mạng luôn. Trời, tưởng gì. Chuyện đó thì em yên tâm, anh với bà ly thân từ lâu rồi. Anh tặng em nè. Anh không tiếc với em bất cứ thứ gì đâu. Dạ em. Em nhận đi cho anh vui. Dạ. Thôi anh uống rượu nha. Mình cùng cạn ly nha. Mời em. Thank you.
giờ phút này mà mày còn bên cho nó được nữa hả? Nó gây ra bao nhiêu chuyện bộ mày không thấy sao? Từ ngày có nó về ở chung, căn phòng này có ngày nào được yên không? Bà Năm kìa thì đòi tiền nhà, tiền điện, tiền nước. Còn Giang Hồ á thì tới đòi nợ, đến nỗi phải chém người cái kìa. Vậy mà mày còn muốn bảo bọc cho nó nữa hả? Vậy chứ bây giờ á mày tính cái gì? Chẳng lẽ cứ ngồi trách móc nó hoài hả? Cũng đâu có giải quyết được cái gì đâu. Tao không biết, nhưng mà tốt hơn hết á thì nói nó dọn đi đi. Kêu nó đừng có xen vào cuộc sống của tao với mày nữa. Nhưng mà tao nói trước nha, bay mà để tụi giang hồ kéo tới đây làm loạn một lần nữa đó, tao lấy lợi phòng cho người khác mướn đó nha. Em xin lỗi. Xem ra em mình vẫn còn vô tư lắm, chẳng có gì phải bận tâm hết, vẫn ngủ ngon như thường kìa. Đâu có, bình thường á là con Khánh á nó về sớm nhất á. Khánh, dậy đi em. Khánh, trời ơi, sao chân tay nó lạnh ngắt vậy nè? Trời đất ơi, sao nó lạnh như thây ma vậy nè? Hả? Kìa. Hả? Trời đất ơi, Khánh à. Mọi người ơi, Khánh, con Khánh nó uống thuốc tự tử rồi nè. Gì vậy? Gì vậy? Trời ơi, có chuyện gì Khánh vậy? Khánh ơi. Chuyện gì chị Thơm? Thơm ơi, con Khánh nó uống thuốc tự tử rồi. Trời ơi, đây là thư nó để lại nè. Khánh, 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 Khánh ơi. Mọi người ơi, không có con Khánh. Trời ơi, Khánh ơi, anh ơi, anh dậy đi Khánh. Khánh, Khánh dài giọt bác nghĩ quẩn uống thuốc tự tử rồi. Ngoài đó gọi xe cấp cứu đi. Không biết Khánh có sao không nữa. Ổng mới đi lẹ lên anh. Đầu hẻm. Lẹ lẹ đi anh. Chờ xe cấp cứu cho nhanh. Không biết nó có sao không nữa. Chậm trễ là nguy hiểm lắm. Chết rồi, chết rồi.
Trời ơi. Em xin lỗi vì đã làm liên lụy tới mọi người. Em không ngờ hy vọng cuối cùng của em giờ cũng đã không còn nữa. Ông Quân, người hứa xin việc làm cho em thực ra là một tay lừa đảo để chiếm đoạt tiền bạc của rất nhiều người. Em thực sự không biết kiếm đâu ra tiền để trả nợ cho anh Tèo. Giờ chỉ có nước em chết đi thì ông mới không tới làm phiền mọi người nữa. Dù sao em cũng cảm ơn mọi người. Cảm ơn chị Thơm, chị Nụ, anh Kha đã giúp đỡ em trong suốt thời gian qua. Vĩnh biệt tất cả. Thiệt tình, con Khánh nó khờ dại quá. Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà. Mà nó lại, lỡ nó có bề gì thì sao? Em đừng lo, chắc là Khánh không sao đâu. Nhưng sao nó ở trống lâu quá vậy? Cả buổi rồi đó. À, bác sĩ, bạn em có sao không bác sĩ? Nguyên đêm tôi đã phải vật lộn để giữ lại mạng sống cho mấy ca cấp cứu. Bây giờ thì cố giữ mạng cho kẻ tự hủy mình nữa. Xin lỗi bác sĩ, cũng tại bạn em nghĩ quẩn mới làm ra chuyện dại dột vậy. Tình hình của bạn em có nguy hiểm không bác sĩ? Cô ấy có sao không ạ? Cũng may là đưa vô sớm nên không có nguy hiểm đến tính mạng. Chúng tôi đã tiến hành xốc ruột cho cổ rồi. Bây giờ bệnh nhân vẫn còn hôn mê, phải ở lại theo dõi vài ngày mới biết chính xác được. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Bây giờ mọi người có thể vô thăm bệnh nhân, nhưng nhớ là không được làm ồn. Khi bệnh nhân tỉnh lại thì chúng tôi sẽ chuyển qua phòng khác. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Vô đi. Ý chết, em gấp quá, em quên mang quần áo cho Khánh rồi. Không sao đâu, em cứ về lấy đi, để anh coi chừng Khánh cho. Dạ, vậy em về lấy nha, chú em vô liền. Nè nè Nụ, đi đâu mà gấp gáp vậy con? Dạ con phải vô bệnh viện với con Khánh. Thấy chưa, dính vô tụi què chi cho nó khổ không biết vậy nữa. Tiền trả tiền phòng á còn hẹn lên hẹn xuống được. À nè, mà công nhận không, đâu có đứa nào mà tử tế như Năm vậy đúng không? Dạ tụi con hiểu tấm lòng của dì Năm mà. Tụi con cảm ơn dì nhiều lắm. Không có gì, đi 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 con. Dạ, dạ. Để nó chờ. Ủa Nụ, mà vô đây á, hèn gì tao về nhà tao không thấy mày ở đâu hết á. Ủa, mày đem đồ vô cho con Khánh, sao mày không vào đó? Tao... Tao hiểu rồi, mày ngại gặp con Khánh chứ gì. Có gì đâu mà ngại,
Tụi mình là chị em chung phòng mà. Chuyện nó tự tử chắc một phần là do lỗi tại tao. Nhưng mà thật lòng tao không muốn nó có bề gì đâu. Tao nói thiệt á. Tao tin mày mà. Mày đừng có lo. Dù sao á thì mọi chuyện cũng qua rồi. Từ giờ á tụi mình cứ coi nhau như là chị em đi. Đối xử tốt với nhau là được rồi. Thôi mình vô thăm nó đi. Ê, chuyến này á, con Khánh nó tiêu thiệt luôn á mày. Thuốc ngủ mày đã làm như thuốc bổ. Nó uống lần mấy chục viên á. Mà nghĩ cũng tội cho nó. Nhát quá mà gặp tụi tèo què. Đúng là mất hồn luôn. Tội cái gì mà tội. Trời ơi, nó tưởng nó uống thuốc ngủ ngủ luôn là trốn được nợ chắc. Chứ, nó ngây thơ thiệt. Thôi, chiều tao với mày đi làm về, tranh thủ ghé thăm nó một chút. Dù sao cũng là chị em ở gần phòng mà. Thôi đi bà, cho tôi xin đi. Gặp cái mặt nó là tao đã khó chịu rồi. Giờ còn đi thăm nữa, mày rảnh quá ha. Cái con này, dù sao cũng là hàng xóm láng giềng với nhau. Mày ăn ở kiểu đó, coi sao được. Láng giềng của mày chứ có phải láng giềng của tao đâu. Mày thấy kỳ thì mày đi thăm đi. Tao không rảnh, không quan tâm. Thôi, mày ngồi chơi đó đi. Tao đi về trước. Ê, Hằng, Hằng. Về chứ sớm vậy? Ê. Tao chưa nói chuyện xong mà. Bực mình à. Ủa, trẻ mới vô hả? Dạ. Ngồi đi. Dạ. Anh Kha, Khánh nó vẫn chưa tỉnh hả anh? Anh về nhà nghỉ đi. Để em và nụ ở lại á, lo cho Khánh là được rồi. Anh cũng ở đây cả buổi rồi mà. Không sao đâu. Anh ở đây chờ Khánh tỉnh lại rồi về cũng được. Nhưng mà tay của anh vẫn còn đau mà. Anh cứ về nghỉ đi. Rồi bữa sau vô thăm Khánh cũng được. Chắc nó cũng chưa tỉnh ngay được đâu. Ừ, vậy thôi anh về trước. Em ở lại lo cho Khánh nghe. Con Khánh nó tỉnh rồi nè. Khánh, em tỉnh rồi hả? Em xin lỗi. Em không sao là tốt rồi. Từ nay á, dù có chuyện gì cũng không có được dại dột vậy, nghe chưa? Chuyện gì á cũng có cách giải quyết của nó. Mọi người sẽ cố gắng giúp em. Em đừng có nghĩ quẩn nữa đó. Chị xin lỗi em. Nhiều lúc chị nóng nảy quá, không kiềm chế được lời nói của mình nên đã làm em buồn. Không phải đâu chị. Em mới là người có lỗi. Em chỉ mang rắc rối tới cho mọi người thôi. Tụi em mới tới hả? Chị, Khánh sao rồi? Có đỡ hơn chút nào không chị? Khánh khỏe chưa? Bữa sau á, đừng làm chuyện dại dột mày nữa, nghe chưa? Khánh xin lỗi. Cảm ơn Liên, Thanh đã vào thăm. Lần sau không có được làm bậy nữa nha. Để anh. Khánh làm mọi người á một phen hết hồn luôn á. Yên tâm đi, con Khánh á nó đã hứa rồi, tuyệt đối á không có chuyện này xảy ra nữa đâu. À, mọi người biết chuyện gì chưa? Con Thanh với ông Tâm á sắp đám cưới với nhau rồi đó. Cuối cùng thì má ông Tâm á đã chịu thua lũ trẻ rồi. Thiệt vậy hả? Dạ. Mà chừng nào cưới? Dạ cũng sắp rồi. Ít bữa nữa em xin nghỉ về quê để gia đình anh Tâm xuống nói chuyện. Hay quá đi. Mai mốt quá em mà lấy Tâm á là tụi chị á tha hồ ăn phở miễn phí luôn á. Không dám đâu. Tới lúc đó hả, em sẽ tranh thủ chặt đẹp mọi người luôn. Mọi người giữ trật tự cho bệnh nhân còn nghỉ ngơi nữa chứ. Sao ồn ào quá vậy?
Dạ, con nghe nè má. Kha, con có khỏe không con? Dạ, con khỏe. Má với Trinh vẫn khỏe hả? Má và em vẫn khỏe. Kha, sắp tới con gửi thêm cho má ít tiền được không con? Ủa, hồi đầu tháng con đã gửi rồi mà má. Nhưng tiền đó không có đủ đâu con. Tại em con á, năm nay nó lên lớp 12 nè. Má phải mua xe đạp mới cho nó. Chiếc xe nó cũ lắm rồi, cho nên nó ngại với bạn bè lắm. Sao lại phải mua xe mới? Chiếc xe đó hồi con đi còn tốt lắm mà. Thôi được rồi, con sẽ cố gắng sắp xếp gửi tiền cho má. Con sẽ làm tất cả để cho con Trinh được đi học. Nhưng má nhớ thường xuyên nhắc nhở nó học hành nghe. Con đã không được học hành thì con sẽ cố gắng lo cho nó được học hành tới nơi tới chốn. Chứ bây giờ không có chữ nghĩa, làm công nhân trên này cực khổ lắm. Làm gì thì làm, nhưng mà con phải nhớ giữ gìn sức khỏe đó nha. Dạ, con biết rồi. Con cúp máy nha má. Hay quá. Vậy là kỳ này có xe đạp mới đi học rồi. Con đó, xe tuy cũ nhưng mà vẫn còn đi được. Cần gì phải mua xe mới con? Thôi con không biết đâu. Có xe mới thì con mới đi học, không thì thôi. Thôi con đi học đây. Đi. Mướn nhà khác cho em ở nha. Dạo này ở đây á, có mấy thằng đòi nợ, nó hay tới, em sợ quá. Đợi một thời gian nữa đi, dạo này anh bận lắm. Sao em phải đợi? Không lẽ anh không lo cho sự an toàn của em hả? Mấy thằng đó tới đòi nợ người khác chứ đòi nợ em đâu mà lo. Với lại World Cup sắp tới, anh đang để dành tiền để cá độ đá banh. Qua mùa rồi tính. Anh thì chỉ biết lo cho bản thân của mình thôi. Em mà có ra sao á, anh có còn quan tâm với em nữa đâu. Nếu vậy á, chia tay cho rồi đi. Em nghĩ kỹ đi rồi nói. Có thằng nào được như anh không? Có bao nhiêu tiền cũng đều dành cho em hết. Em khỏi làm công nhân cực khổ, được ăn sung mặc sướng, còn kêu ca nữa. Anh cũng bó tay em luôn. Em nói chơi thôi mà. Anh làm gì dữ vậy? Thôi, vậy chừng nào anh thắng độ thì mướn nhà khác cho em ở nha. Thôi, mày mới đi làm về thì ở nhà nghỉ đi. Để tao vô với con Khánh cho. Vậy cũng được. Chào mấy cưng. Chào đây.
tính bài là cái chuyện tự tử để mà lánh nợ anh đúng không? Không có dễ dàng đâu. Anh báo tụi cưng biết, mau mau kiếm tiền trả nợ cho anh đi. Còn bằng không á, anh không nương tay như lần trước đâu ha. Anh thư thả cho tụi em một thời gian được không? Bây giờ anh Khánh nằm trong bệnh viện, tụi em cũng phải lo cho nó, nên tụi em chưa có xoay sở kịp. Bây giờ anh không cần nói nhiều nữa. Mấy cưng á, trả một lần 7 triệu cho anh, tiền vốn là 5 triệu, tiền lời là 2 triệu. Hả? Tổng cộng là 7 triệu. Vậy là tình nghĩa lắm rồi đó. Trời đất, mấy anh ăn lời thì cũng một vừa hai phải thôi chứ. Bụng muốn cắt cổ người ta luôn hả? Thôi mà nụ, mày im đi. Mấy cưng muốn làm sao thì làm ha. Nổ trong 2 ngày phải trả tiền cho anh, nhớ nha. Nè, đừng có nhá anh ha. Lần sau anh trả lại mà không có tiền á, đừng có buồn anh nha, nhớ đó. Mày coi xin ứng trước lương ở chỗ làm được không? Tao hỏi chị quản đốc rồi nhưng mà không có được. Lần trước á, tao cũng xin ứng trước một lần rồi, đi gửi về quê đó, mẹ không nhớ hả? Biết làm sao giờ. Tháng rồi tao cũng gửi về quê cho má tao hết rồi. À, chút nữa mày vô bệnh viện á, đừng có nói cho con Khánh biết nghe không, để nó lo đó. Chờ nó xuất viện đi rồi tính. Nhưng liệu tụi thằng tèo que có chờ mình được quá 2 ngày không chứ? Thôi mày cứ đi đi, đem cháo cho con Khánh trước rồi tính sao. Thôi chết, quên kêu con nụ dậy nữa. Nụ dậy. Dậy, giờ đi làm rồi kìa. Tối qua ở trọng với con Khánh tới khuya, giờ tao buồn ngủ quá. Tối nay để tao thay ca cho mày khỏi vô. Tao với mày cùng đi làm hết. Không biết con Khánh ở trong trọng có một mình có sao không nữa. Không sao đâu, nó khỏe nhiều rồi. Bác sĩ nói 2 ngày nữa là ra viện được rồi. Thơm nè. Hả? Tao có cách để tụi mình có tiền trả cho tụi tèo què rồi. Cách gì vậy mày? Giờ tao cũng chưa chắc lắm, nhưng nếu mình làm thử thì chắc cũng có 50% hy vọng, phải không? Mày nói gì tao không hiểu. Thôi, chừng nào được á thì tao nói cho mày biết. Còn giờ mà không đi làm là bị trễ đó.
anh. Có chuyện gì vậy cô? Cái này của anh phải không? Tôi nhặt được ở ngoài kia. Tôi cảm ơn cô. Tôi giỏi quá, làm ra lúc nào cũng không hay. Ủa, cô cũng là bệnh nhân của phòng này à? Cô bị sao vậy? Tôi ở phòng này, nhưng mà tôi không phải bệnh nhân. Tôi không có bị bệnh gì đâu. Không phải bệnh nhân, sao cô lại vô nằm viện? Tôi không có thích vô, nhưng mà tôi bị bắt đưa vô đây. Trời ơi, người sinh vậy mà bị bệnh thần kinh, tội quá. Vậy cô chữa trị ở đây đã ổn định chưa? Mệt anh quá à. Tôi có bị điên đâu. Tôi chán đời thôi à. Tôi hiểu rồi, tôi xin lỗi cô nghe. Mẹ, dạy con cháu đi mẹ. Dạ, cảm ơn chị. Bệnh nhân nhiều số 5 dạy nhận thuốc. Dạ, bác ấy có chị hơi mệt và người nhà không có ở đây, chị để em nhận cho. Vậy dạ, cô lấy nước cho bà cụ uống dùm dạ. Nha. Dạ bác ơi, bác chị uống thuốc đi bác. Dạ. Dạ, nước nè bác. Từ từ thôi bác. Cảm ơn con nhiều nha. Dạ không có gì. Bác nghỉ đi à. Nhận cơm chưa? Hay là để con ra lấy cơm cho bác luôn nha. Dạ. Cảm ơn chị. Bác đói chưa? Hay là để con giúp bác nha. Chứ con trai bác chưa tới, bác chờ lâu sẽ mệt đó. Bác phiền con quá à. Từ sáng tới giờ cái gì bác cũng nhờ con hết trơn. Bác đừng có nói như vậy, con có giúp được gì nhiều đâu ạ.
Dạ, bác ăn đi à. Dạ, coi chừng nóng đó bác. Dạ, để đó, để cháu đút cho. Dạ. Anh... Cảm ơn cô nhiều nghe. Được rồi, cô để đó cho tôi. Dạ. Cái thằng này, em nó nói như vậy rồi mà cứ cô tôi hoài, nghe sao xa cách quá à. Cứ gọi anh em đi cho nó thân mật, được không con? Dạ con sao cũng được. Cái thằng con của bác á, lớn xác như vậy à, nhưng mà nó vẫn khờ khạo, nhát hít lắm. Vậy nên giờ này nó vẫn còn ế đó con. Má này, em ở đây á, mà nghe má nói xấu anh cả ngày thì em cứ tưởng anh là người từ trên trời xuống vậy đó. Bác có nói xấu gì anh đâu, khen anh cả ngày thì có. Thì con hát là mẹ khen hay thôi, mà em đừng nghe lời má anh nghe. Cái thằng này cứ vậy à, sau này về mà xúi con dâu không nghe lời má là chết đó nghe. Chuyện xa xôi quá, má cứ để từ từ đi, tới đâu thì tới. Má yên chí đi, tới lúc đó con sẽ bắt vợ con á thương má như là con thương má vậy đó. Phải vậy không đó, nghe mà mừng muốn khỏe luôn à. Để sống thêm tới ngày có con dâu, có cháu nội mà ẵm bồng. Trời ơi, thì anh muốn phụ em cho em đỡ mỏi chân thôi mà. Tôi không có cần ai phụ hết á. Tự tôi đi được, đi trước đi. Giữa anh với em á, em còn giữ khoảng cách gì nữa? Thì phụ em. Buông bà. Bà gả chồng thánh dễ, đưa tiền lẻ, đưa tiền cắt, đưa tiền từng. Bà gả trời lon, đưa cũng mấy ngàn đô. Mày mình giải quyết được công việc gia đình được không? Hồi nãy giờ mày đến đây, mày nghe hết cái kế hoạch gả chồng mày bóp cho mày rồi hả? Sướng quá rồi còn gì nữa con. Nhỏ này kìa nghe, chuẩn bị đi học tiếng Đài Loan đi, để về tâm sự với chồng mày. Tiền đâu mà học quốc đời còn bao nhiêu điều để khát khao. Ê, 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 sao đi kiểu gì vậy? Xe đạp mà còn đi không dẫn. Tôi phải hỏi mấy người đi đúng kiểu gì mới đúng. Trời, Dưỡng làm gì vậy Dưỡng? Tao ăn. Dưỡng ăn cơm hả? Không, tao ăn mày á.